Cái rượu này gọi là rượu gì? Chả biết gọi là rượu gì. 340 á? Thế ngũ cốc à? Ngũ cốc này bao nhiêu? Hơn 200 à? À, 190. Đâu xem nào. Bao nhiêu gam? 800 gam. 190. Nước gì đây? Táo à? Nước này nước gì hả Ngân? Mơ. À, rượu mơ à? À, 340 à? À, cái chai này là rượu mơ vảy vàng. À, đây rồi. 24k. Ừ. Ờ. Đấy, nó xuống dưới là nó bay lên vảy vàng. Ờ. Trong là vàng. Uống cả vàng đây. Cái đấy cũng xong 10 giây sau tiêu hóa lên luôn. Ờ. Nhớ là khoa búp sang Nhật ăn cái gì nhỉ? Ăn cái gì mà có vảy vàng ấy? Rất vàng. Không, đấy là ở chỗ khác. Đây, nước hoa quả. Mình xốp. Sô cô la. Rẻ cái gì chị chị lấy cả cái xe của ông thân này. Ừ. Mới sạch. Ok, trưa nay này quay qua gọi điện kiểu như có nhớ à. Ừ.